Right guys, back with another video. I roped Chihub into coming with me to Dang Phuong to meet the 29-year-old Agent Orange kid, but we got bad news. He passed away. We heard from Duik that he passed away 2 days ago, so we're still gonna give the donations to the mother because I think she's a deserving candidate. And we got Mr. Duk Ngor from California, USA, sent $481.70 Australian. Rick Collingwood sent $145.80 Australian, and Mark Reed $23.80 Australian, all up $651.30. We caught a taxi because it's raining and it's a dusty, grimy road here the way out. No surprise that Kim got into a traffic accident and lost a leg on the roads here, because they're very this part is the good part as well. When the road narrows, you got all these trucks and buses that sharing the roads, and when the road narrows down to one or two lanes, it gets pretty dicey. I saw a fatality here actually at this exact spot where the Honda dealership is. A truck turning right here ran over a woman transporting goods. Actually, not at this spot, sorry. All these roads look the same, sorry guys. But yeah, so we got G-Hop to accompany us. We have an ADV, G-Hop. Is that in oh, this is the intersection where I saw the woman get run over, man. There's a truck turned right here, and then this woman transporting goods, you know, one of those women that transport goods, got ran over here. Như lúc trước em thấy cô kia bị cán ở đây, cái xe lớn nó rẽ vào, nó chưa thấy đúng là cái ngã tư đấy. Yeah. Right, with Chihub, we think we found the street, but we'll find out where this Agent Orange guy lives. It's raining. Không biết nữa. Xem thử. Nhiều khi không phải luôn. Alright guys, we found the dead end street. It is it's actually up here. We are one off. Yeah, this is the right street, I think. Smells of desperation and misery. Smell it in the air. Có cái mùi mùi thất vọng, cái mùi tuyệt vọng. Yeah. Yeah, this is the street. Đúng rồi, đường này. Đúng không? Cái chỗ mà đang đậu cái xe máy này. À, cái xe này. Thì sao? À, chào. Oh yeah, yeah, sell it. À, chào, chào cô. Đến, chú. Nghe tin thì đến chia buồn với gia đình ạ. Vâng ạ. Cứ đi cả đường cả dép mà chị. Chào cháu. All right, this is the house. So thanks to Mark Reed, Rick Collingwood, and Mike Lloyd. Yeah. Thanks to Duk Ngor. This guy's got a tumor as well. He chưa biết nói. Chưa nói à? Nhìn thấy đeo là cháu không biết nói đâu. Chúng có mấy yếu chút. Không nói à? Không. Thế à? Chậm nói à? Có mấy yếu chút thì có mỗi mình bố cháu cứ nuôi cháu ở đấy thôi. Mẹ? Mẹ cháu thì để được 3-4 tháng thì là vợ chồng chả ở được với nhau thì là nó về. Nó về nhà mình để. Còn đây là bà thím của tôi, em dâu của tôi đây. Vâng, tôi thì để mời tất cả. Rồi. Chia buồn với gia đình thôi, vâng, biết tin đấy, vâng. Vâng. Ok, so có một cái chú Duk Ngor cũng gửi cho cô một số tiền để số tiền để
để lo ông trang trải cho công việc của trường của em bé em mất nhá. Thôi để cho nhảy nhà tôi đại diện thôi chứ chị cấm được, không phải anh đại diện đâu, ai cũng tặng chị cấm được nhá. Vâng 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 thảo tâm để giúp đỡ gia đình. Vâng vâng lúc hoàn cảnh mà vâng nó coi như là ngoại muốn vâng, thì cũng vâng. Không muốn như này, bây giờ gia đình lại đang neo đơn và giờ cháu lại ra đi đột ngột lại vâng. Dịp Tết vâng. Thì gia đình chả biết nào thì xin cảm ơn là bên từ thiện đã giúp đỡ gia đình khó khăn. À, xin cảm ơn, xin thành chân thành cảm ơn. Vâng vâng. Thế tôi cũng chả biết không biết nói gì. Thôi thì tôi cũng cảm ơn tất cả các bác rồi để các anh chị. Có chú Tân Đắc, Đắc Ngô. Xin cảm ơn các nhà tài trợ. Cảm ơn nhà chú Đắc Ngô. Vâng. Thì chia buồn với cô nhé. Vâng vâng. Cảm ơn nhiều nhiều. Vâng. Vâng. Thầy cũng gia đình hoàn cảnh cũng hỏi thăm là quý nhân đến này cháu. Tình quà. Vâng. Vâng. Chị mời ngồi xin nước, bọn em này đi nhiều nhà khác. Vâng. Đây đây uống thành như vậy này. Để lại khác thăm. Xin phép Vâng. Bây giờ tôi lại được nhà tài trợ giúp đỡ gia đình tôi thì tôi xin cảm ơn. Vâng. Chú rể cũng bị cái u. U nè. Bị đâu đấy không? Không biết có điều trị không? Em có đi mổ không? Có đi hỏi đi mổ không? Em đi mổ mấy lần rồi. Xong nó lại bị à? 2015 em mổ là lên mạng rồi. Giờ mở mạng là có trên mạng. Vâng. Xem lên từ Việt Đức mổ thế nào cái này này. Em ra cái này là 108. Không, cái này là cái ôm mỡ này em lên Việt Đức đi, hôm nay em lên Việt không, Đức không? Một Việt Đức không qua tài ấy được. Thế à? 108 mà ta mổ nó này lên à? Mổ nó này lên à? Không, đây là của em là não đầy da. À. Nên không ấy được. À, cái não nó không ở trong cái sọ, nó ở cái ngoài. Không, 593 em đi mổ là nó khuyết hết xương ở đây. Trong năm 2015 em đi mổ là nó náo đầy ra không ấy được. Em này có ở Hà Nội không? Em có ở đây không? Có. Ở đây này. Ở Đan Phượng. Em ở ngoài Thượng Mổ. Yeah. Em là Đỗ Văn Tính. Đỗ Văn Tính. Okay, so thanks to Đắc Ngô, chú Đắc Ngô tài trợ chung với Rick Collingwood, với Mark Reed thì mình ghé qua để chia buồn cho gia đình đấy. Gọi Tuyết. Gọi Tuyết à. All right, we're out of here. We're on our way to meet Kim and Tuyết as well. Thanks to Rick Collingwood, still got Chiho up here. Thanks to Rick Collingwood, he sent $246.70 in his donation. Half of the debt, half of the prosthetic. So I'm just going to give the rest of that donation now. Also, Joni Iskandarinata sent $194.50. Also with Johnny Lee with the $11.39. So all up, got around 7 million. And we're meeting Dwick there as well. Gone by taxi today because it's quite cold and wet. These are some of the kids in the alley. Alright, we're in Kim Street with Chi Hop. Is that one of the kids or not? Oh, it is. Oh, that's Kim's daughter.
Ờ, đây đây. Nhà đây à? Không. Này là cháu của Kim nè. Mẹ có nhà không? Mẹ có nhà không? Mẹ cháu ở nhà. Có gì chú ra ngoài thăm nhé. Mấy nay sao? Tết có vui không? Rất vui, cháu về nhà và lội cháu. À, không vui cho lắm. Mới nói vui lắm rồi. Tại vì cô cháu chết, mất. Hả? Cô cháu mất nên là không vui cho lắm. À. Con ở đây thì vẫn vui như thường. Mi đang ở nhà? Vâng ạ. Nay là mới về sao? Mới về từ quê. Hả? Nhà kiếp không này. À, thế à? Cũng không sao đâu. Không sao chứ. Đi quê ở đâu? Quê ở Vân Lam ạ. Vân Lam à. Cách đây sao? Xa phết. Xa phết à? Đi từ đây lên Thanh Đa xong lại đi Vân Lam. Hình như là chị, hình như là em Tuyết sẽ ghé qua nhỉ? Vào rồi. Vào rồi à? Vào rồi à? Trước chú mà. Lại thế à? Đi xe máy thể thôi. Tuyết is already here. Chào. Chị, anh chị vào đây ạ. Cái tóc chú ướt bị ướt không, anh cứ đi. Tóc bị ướt nè. Anh ơi, em có thể hy sinh em gửi tóc của em cho anh. Đuôi ấm thì phải đuôi ấm tóc. Thôi không cần đâu. Mi khỏe không? Cháu khỏe ạ. Sao có ạ? Mấy nay dùng điện thoại thấy được. Yeah. Cháu vừa ở trên quê về bố vô tận vừa trở về. Ra đây ngồi nào, anh ra đây ngồi. Anh chị ngồi đây. Cũng kêu gọi thêm một số tiền để hôm nay mình trao cho Kim 7 triệu từ nhà tài trợ Rick Collingwood với Johnny, thì gửi qua cho Kim. Có gì chút nữa anh chụp cho em. Okay, so thanks to Rick Collingwood, we got from Mind Motivations $246.70, and also Joni Iskandadinata, $194, and Johnny Lee, $11.39, and we're gonna give it to Kim, $7 million. Thanks to Tuik as well. Yeah. Okay, thì gửi Kim. Vâng, em xin. Gì thì em cũng chẳng biết làm gì thì em xin. Mi phải nói nè, Mi phải thay mặt mẹ. Mi ra đây ngồi nè. Em phải để giống kiểu để mọi người nhìn thấy không? Ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ. Mi em tưởng. Vâng mà thế nào nhỉ? Chị chụp em nhé. Ôi chị chẳng biết chụp ảnh đâu, tí anh Tùng anh chụp cho. Okay. Ôi chị chỉ cần bấm thôi, tí nữa em okay. Alright, kia là thumbnail. Dạ vâng. Nghĩa là em, ý là sẽ em nói là giống kiểu một lần sau này thì em vào tiết kiệm làm sao. Đúng rồi, ví dụ như có thể là em tiết kiệm ít trong đấy, ví dụ như là thuốc chẳng hạn. Ví dụ em cần tiết kiệm làm chân xong rồi để tiết kiệm xong rồi cuộc sống mình còn